Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Dạ, cô chú anh chị ơi, sáng nay thì em có mặt tại mộ của Bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để ngày nào cũng vậy, tiếp tục cập nhật, chia sẻ những thông tin, hình ảnh của quý cô chú anh chị và các bạn ha. Thì có cô chú anh chị, các bạn hôm qua cũng nói với em á là sao hôm qua không thấy em đăng bài nhiều. Thì tại vì hôm qua em cũng chia sẻ luôn, hôm qua là do khán giả ít nè, với lại cũng không có gì đặc sắc, cũng không có gì đặc biệt nên em cũng không có quay cả nhà. Có những cái gì hay đặc biệt chứ còn không có gì đặc biệt thì cũng không biết quay để làm gì, nên cũng không có chủ đề gì để nói nên em ít đăng bài nữa cô chú anh chị ha. Thì đây trên tay em lại tiếp tục là những cái bánh chuối chiên và một bình trà nóng, mà kèm bên cạnh đó là có một cái hương của nhóm Sông Linh đó, có gửi đến Bác Năm sáng hôm nay. Thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn đi vào bên trong để em chia sẻ nha cả nhà. Quý cô chú anh chị thấy có một cái điều gì lạ không? Lăng á, dạo này cũng không có tắm lăng nữa cả nhà, lăng bị quên lãng đi rồi. Còn hồi trước thì thấy tắm rượu tắm gì tùm lum hết trơn đó, bây giờ lăng thì đóng bụi luôn, là có ai lau chùi gì đâu đó. Đó, cả nhà thấy ha. Vào đi vào bên trong thì cô chú anh chị, hai cái cây mai đây, bên đây cái cây giống gì nè, bên đây nó chết hết cây rồi, còn ở đây thì hai cây. Đây là chị Nắng Sưng nè, sáng đi hiên ngang đi vô cầm ly cà phê cả nhà, cà phê sữa hả chị, nó chị Nắng Sưng cầm ly cà phê sữa cô chú anh chị. Đó, mình vô để mình mời Bác Năm. Ô, mình chào Bác Năm trước cái đã. Dạ con chào Bác Năm, con mới tới cô chú anh chị. Bác Năm à, em nghe được Bác Năm nói ừ mới tới hả con. Chị ghê chưa, em mới chào Bác Năm nói Bác Năm ơi con mới tới, Bác Năm nói mới tới hả con. Bác Năm trả lời là Bác Năm mới tới hả Tài. Bác Năm thấy thằng Sưng nó đem ly cà phê cái Tài phải sữa nó mua, Bác Năm hỏi mua ở đâu vậy hả, mua ở đâu vậy Hóc Môn luôn hả, mua cà phê pha máy luôn hả. Bác Năm nói thắp giùm đốt giùm cái nhang này cho thằng Tài đi con. Nói gì chứ bây giờ mình cũng phải bỏ cái bình trà xuống cô chú anh chị, rồi bỏ bánh xuống rồi xong đem tới mình mời Bác Năm ăn sáng. Nó bình yên hả, khung cảnh nó bình yên. Bây giờ mình sẽ đẩy máy xuống đây. Thì Bác Năm ơi, sáng nay thì con cũng mời Bác Năm ăn bánh chuối ha, bánh chuối chiên. Còn hai trái này là để mời ông ngoại. Đây vậy? Hai trái này để đây để mời ông ngoại của chú anh chị. Con cũng xin phép, xin phép Bác Năm cũng như là quý cô chú anh chị cho con xin phép thay nước để thay nước trà cho Bác Năm ha. Đó là trà nóng của cô chú anh chị. Nghe nói chứ chưa biết mặt người chưa biết gì hết,
Đó, sáng đây là trà nóng nha quý cô chú anh chị. Đây, chị thắp nhang đi em đốt nha. Để cho chị nắng xuân với lại bác đây thắp nhang xong cái mình đi vào với cô chú anh chị. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hạn Chúng Bồ Tát. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cùng với tất cả 10 phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các đồng bào, các hương linh mắc trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua trên toàn thế giới sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện cầu thành tâm, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh muôn loài dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Bác Năm ơi, đây là cái nén hương của nhóm Sông Linh và chị Hoàng Phượng. Con là Tài 66 Vlog, sáng hôm nay con có mặt ở đây. Con gửi đến bác Năm một nén hương này, cũng như là đại diện cho tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog gửi đến bác Năm. Nguyện cầu cho bác sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Sáng nay thì con có mua bánh chuối chiên và trà nóng, cũng như là chị Nắng Xuân thì cũng có cà phê. Thì con mời ông Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, về đây thọ thực vào ngày 28 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý cô chú anh chị ơi, thì chị Nắng Xuân cũng đang lau mộ. Lau mộ là để bày tỏ tình cảm với bác Năm thôi, chứ mộ bác Năm thì lúc nào cũng sạch sẽ hết quý cô chú anh chị. Đó. Mình lau mộ là để bày tỏ thôi cô chú anh chị, chứ mộ của bác thì lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng coi như là không có một hạt bụi luôn á. Chỉ trừ khi mưa đất nó dâng lên thôi. Đó, trời ơi, xin miếng. Để mình lau mộ là đứng bên cạnh bác Năm để tâm sự với bác, với cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Bác ơi, bác cho con lau hình bác nha. Nam mô A Di Đà Phật. Chị Nắng Xuân thì lau mình nửa bên kia, Tài thì lau nửa bên đây. Lao chủ yếu là mình lao cái mão của chú anh chị, mình để ý đó, Tài lúc nào thì cũng để ý mấy cái này nè.
để ý mấy cái đường chọt chọt cái tay vô đây nè. Xin mời bà Lê Thị Nhện, bà đi ra khỏi khỏi nơi đây. Chị lao bên kia xong chưa hả? Đâu đâu vàng giả sáng tử vừa lụm vàng thiệt hết hồn. Không có giống vàng, còn phải nó bự xíu nữa. Sáng mà lụm là vàng thiệt là ngon lành luôn đó nha. Là ừ. Là cái mông chị đưa vô cái camera em kìa. Lụm vàng ở mộ của Bắc Năm là thôi luôn á. Nói chứ cũng phải thông báo cho bà con ai mắc tới nhận chứ. Rồi cái con này con này nó cát không ạ? Cầm nó cẩn thận nha. Cầm nó cẩn thận. Bông banh dễ vỡ. Nguy hiểm lắm. Nó dễ vỡ lắm á. Dễ vỡ lắm ạ. Mộ Bắc Năm nhìn xuống là chảy đầu được luôn cô chú anh chị, thấy rõ luôn, rất là bóng ha, khỏi gần gương luôn á, bóng như gương vậy. Để em thăm coi. Ủa, ông đây nè, ông đây nè. Em hôm trước em có coi một cái phóng sự của một cái người mà nuôi ếch đó nha, nó còn ếch đó nha, là nó có thể ngủ đông á mấy tháng trời không ăn. Ờ. Tại vì nó tích trữ cái lượng calo trong cơ thể đó. Nó có thể vùi xuống đất, nó chôn, nó núp xuống đất á, giống như bởi vì sao mà mùa khô không thấy ếch đâu. Mà mùa mưa là ếch lại thấy nó kêu rồi nó nhảy ra ngoài rất là nhiều. Đó, thì ếch nó cũng thể nó trữ đông. Thì cái loài nó cũng vậy của chú anh chị. Sư cô đã đến cô chú anh chị. Chị Nhi lao không? Nè, em nhường lại cho chị Nhi lau mộ không? Nhắc đây ha, được không? Được không? À, quên nó, chị cầm giùm em cái đi, từ từ em dời cái chậu này ra ngoài này để cho nó có ánh nắng, nó có ánh nắng để cái bên Bắc Năm nè, để cho Bắc Năm thưởng thức bông hoa. Hôm bữa bông nhiều lắm cô chú anh chị, hình như để trong mát á, cái nó không chịu mát, cái đầu nó rụng nè, mà nhưng mà mấy cái bông này nó nhú nhú ra nè. À, bữa hổm cô chú nói là tứ một tuần lần thôi, ước là được, nó không cần phải nhiều. Wow, bữa nay có cái cây xoay đã vậy, mới mua hả? Cái đầu cây kia để vô hả? Ừ. Cái hợp lý nè. Okay, hợp lý á, hay ta, sáng chế không ngừng nghỉ ha. Cái chế quýt này chắc có lẽ là chiều nay thỉnh xuống đi, tại vì quýt này hôm bữa em để lại chị Nhi, hôm trước nữa hai ngày rồi thì chưa đó chị Nhi thấy chị Nhi thỉnh xuống ha, tại vì em buổi tối á, em để lại cho trên bàn thờ của Bắc Năm á, cho nó được trang nghiêm, cho nó được có một cái gì đó sung túc, nên em để lại mấy cái chiếc quýt này. Thì bây giờ nếu mà có quýt mới á, thì mình để lại cho bác, còn cái này mình thỉnh xuống đó. Tại vì cái chế quýt này nè, mình để ở đây á, là mấy cái con bà Nai á, bà không có phá, tại vì nó có một cái vị đắng và nó có một cái tinh dầu thì bà không có ăn, bà chỉ khi bà ăn những cái trái ngọt thôi, như bơm lê táo lụ. Lột cái bưởi luôn hả? Nó lột nữa cái bưởi ăn luôn á. Ghê vậy? Bữa, ở đâu? Ở đây. Cái bưởi đó nó lôi ra đó. Nó ăn luôn hả? Nửa cái bưởi luôn. Ô vậy là con Nai nó thành tinh rồi đó. Nửa cái bưởi. Ủa trái bưởi nó cay mà nó lột ra. Quế
Nguyễn Thị Nai hay là Trần Văn Nai? Chắc chồng bà Nai rồi đó. Chứ bà Nai là bà không có hung như vậy đâu. Vậy là chồng bà Nai rồi đó. Mà nó có phá gì trên bàn thờ không? Ấy là nó lôi xuống mà nó có gì hư bình thờ không? Có bà đổ bể gì không? Điều kỳ ta. Tại vì em cứ nghĩ là nó có tinh dầu nó đắng á. Hôm qua thì lúc mà chị buổi chiều chị về á thì em thấy có bả vô đúng không? Em thấy trên cái video cho bả vô phải không? Em thấy chị đuổi đuổi á. Bà Nai già ngơ ngác á. Buổi chiều lúc 5 giờ mấy rồi. Thôi thì đi qua bên mộ ngoại cơn xíu của chú anh chị ơi, xong rồi mộ bác Năm xong rồi ha. Thì cũng thắp nhang mời bác Năm uống trà, ăn bánh và lau mộ, bày tỏ tình cảm tâm sự với bác Năm một xíu. Thì chia sẻ với cô chú anh chị luôn, thì hôm qua giờ em cũng có nghe nói rất là nhiều về học trò của bác Năm là tên là Ngân Phúc gì đó, mà ở quê ở đâu thì em cũng không có rõ nữa cô chú anh chị. Nghe nói là bệnh rất là nặng đó, nhưng mà vái cầu bốn phương tám hướng, vái cầu Năm, vái bác Năm. Bác Năm hôm qua thì em có một khán giả Ba La Mặt nói là bác Năm thấy được bác Năm đi về dưới á, để giúp đỡ cho một người học trò đó, nên đã khỏe rồi, ăn cháo được rồi, tay cũng cử động được rồi cô chú anh chị. Nói chung là cũng khỏe rồi, cũng nghe thông tin cũng rất là mừng. Nhưng mà thông tin chính xác là quê cái người học trò của bác Năm á là ở đâu thì Tài cũng chưa có nắm bắt được thông tin. Để chút xíu nữa coi thông tin coi như thế nào cô chú anh chị. Chứ mà nghe nói là quái bác Năm thì rất đó. Quái bác Năm thì bác Năm mà xoay chuyển tình hình thì phải nói là sự linh thiêng màu nhiệm của chú anh chị. Quá là linh thiêng và quá là màu nhiệm luôn. Đó. Thì đây là chị Nắng Xuân, chị đang ôi, nhìn cái góc độ này hay ta. Nó đẹp quá cả nhà. Ánh mặt trời á, hào quang nó chiếu xuống nè, nhìn khá là đẹp ha. Chứ em đâu nói chị đẹp đâu. Đẹp đó giờ hả? Đẹp từ nhỏ hả? Nè. Chị là đẹp từ nhỏ luôn hả? Chị cũng giống em á chứ. Em cũng đẹp từ nhỏ giờ. Trời, lại quên nữa rồi. Nữa rồi. Không, hồi sáng em nhớ mà sao cái lúc dắt xe ra sao quên nữa rồi cô chú anh chị ơi. Ông ngoại ơi thông cảm cho con. Bây giờ để con kiếm cái pin cũ gắn vô coi được không. Nó cũng chạy đi. Đúng không? Thay ba ly hết luôn đi. Thay hết đi. Cái nước lọc đó hôm qua là em cũng thay đi về đó, còn sáng nay thì có ai thay chưa thì không biết, nhưng mà mình xin phép ông ngoại với lại xin phép cô chú anh chị thay thay nước lọc, thay nước trà cho ông ngoại. Em sẽ đi thắp nhang. Thắp nhang 24 tiếng, 24 giờ cho ông ngoại cô chú anh chị ơi. Ở trong kia kìa. Nó trong cái thùng á, lao cái dĩa này. Trên cái cây thì nó ấy hơn. Hợp lý hơn. Bánh thì trên cái dĩa nhỏ. Nhìn cái phanh nhang 24 giờ nó thòng xuống gì cái em nhớ tới bà ngoại của em.
vậy. Là sao? Nhớ tới bà ngoại của em, là chị không biết cái chuyện sao chứ em hồi xưa người ta đánh 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 bột với đánh trứng, người ta có cái này nè, người ta có cái cây đánh á, biết không? Chị, chắc chị không biết đâu. Cái cây tần tần cái gì, bé xong bé. Nó giống hệt gì luôn nè. Có cây khúc rồi người ta đánh 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 xuống gì nè, mà bây giờ thì nó làm nhỏ hơn xíu. Ừ. Cái cây đó nó bự lắm, cái cộng với. Cái cây là nhớ cái cây đánh trứng của bà ngoại. Đúng rồi đó. Nhìn cái phanh nhang 24 giờ tự nhiên nhớ tới bà ngoại hồi xưa bà có cái cây đó đó. Rồi bây giờ chị nấn sưng lau bàn thờ rồi thì Tài châm dầu thêm của chú anh chị. Chắc lát ra ngoài chạy mua thêm thêm cái mua thêm pin. Lát chắc chạy ra ngoài mua pin với lại mua cái ống khói quá. Tại vì hôm qua em làm bể cái ống khói ở mộ của bác Năm. Tại vì ống khói nó to đó. Nó to so với cái họng đèn á, nên lấy ra nó rớt. Vậy chị đưa cái đèn mình chưa cho em, nó rớt nó bể quý cô chú anh chị. Để chút xíu nữa xong cái này các em chạy ra ngoài, ra ngoài đầu đường á, mua lại cái ống khói. Hôm bữa cái ống khói nó làm đứt tay em, chảy máu quá trời. Sẵn đó ghé đó mua mấy gói mì luôn để chiều tối về có ăn cho để chiều quên. Tối về mì gói không cô chú chị ơi, cho nó nhanh. Hôm qua thì cũng rất là may mắn còn là miếng bắp cải cái trộn với mì cho nó nhanh, cho nó đỡ ngán. Ủa sao mà mấy cái này nó cứ xốc xếch lên hoài là sao ta? Nay phải đi dắp té nữa hả? Rồi chị thắp nhang trước đi. Để cho chị nấn sưng thắp nhang trước rồi sau đó tới Tài của chú anh chị. Nhiều khi Tài vái lớn lắm cái làm cho chị nấn sưng phân tâm. Tài vái to đó. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Còn tên Tài kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước nguyện cầu cho ông Dương Văn Ngộ sinh năm 1930, mất ngày 1 tháng 8 năm 2023, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023. Sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm nguyện cầu cho tất cả chúng sanh muôn loài dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp. Nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ ông ngoại ơi, con xin mời ông Dương Văn Ngộ sinh năm 1930 về đây thọ thực, về đây ăn bánh chuối, chuối chiên cũng như là uống nước trà nóng buổi sáng hôm nay của con. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho nhà thơ Kiên Giang sinh năm 1929, mất năm 2014, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi trên tay Tài thì còn một nén hương, thì nén hương này Tài sẽ qua bên nhà văn Sơn Nam. Theo quý cô chú anh chị. Sáng nay thì
cũng như bao mọi khi, bao mọi mọi ngày thôi cô chú anh chị. Thì Tài đến thắp hương cho bác Năm, mời bác Năm ăn sáng, tâm sự bác Năm, lau nhà cho bác Năm đó, rồi cũng như thông báo cho bà con cô bác biết những cái gì mà Tài biết, rồi qua bên mộ ông ngoại nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Kiên Giang. Cô chú anh chị, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con nguyện cầu cho nhà văn Sơn Nam sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Gửi cho nhà văn Sơn Nam một nén hương luôn của chúng chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì thôi có lẽ là em cũng xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, yêu thương, ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Có những tin nhắn, có những comment, có những cuộc điện thoại tâm sự an ủi em trong suốt thời gian qua ha. Và bây giờ thì em mến chúc cả nhà mình một ngày mới nữa thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống ha. Chị Nắng Xuân ở đây thì đang tưới cây, đang thêm miếng nước cho cái chậu hoa cúc. Hôm qua nó xè ra lắm chị, thôi Nắng Xuân lấy cái cọng dây chị cột lại cho nó túm túm lại cho nó đẹp. Bên đây thì có một cái bình bông thì thay nước cho nó mới, cho nó thơm chứ nước nó hôi. Yeah. Chị thay chưa? Thay rồi hả? Là bình bông này chị Nắng Xuân cũng thay, và bên kia thì cũng tưới nước rồi, tưới cây à. Đó, ở đây thì mấy cái chậu hoa kiển này là của hoa viên đem tới nha cả nhà. Mấy cây này cây dừa, cây cao vậy đó. Cao nha. Cây cao hả? Nó lùn nhưng mà cao gì? Nó tên Cao. Nó tên Cao hả? Nó Nguyễn Thị Cao hả? Đó, thì em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye nha, bye bye cả nhà. Hẹn lại video tiếp theo của em ạ.